Bút Sato à, bút ghi nhiệt dùng cho 7210, 7211 à. Cái bút này là màu tím. Nếu các bạn mua nguyên hộp á, thì nó có 12 bút trong đây. Thì giá nó ưu đãi hơn ha. Đó. Cái mã này nó ghi nếu mua lẻ là 723804 và 723808 này. Còn theo hộp là 723802 này. À, cái model xuất khẩu của nó là SK051079 này. Cái này là của Nhật nó làm luôn này. Đó, chính hãng Japan Sato. Phân phối bởi Kankin các bạn. Đó. Thì ngoài ra nó còn cái bút màu đỏ nữa các bạn phân biệt nha, violet và red như thế này. Đó, bút này cũng vậy, quy cách nếu mà mua lẻ thì nó mắc tiền ha. Còn nếu mua nguyên hộp thì nó sẽ được ưu đãi nhiều hơn. Giá nó tốt hơn. Đó. Thì là nguyên hộp.